Lâm Bình là một huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên kỳ thú, được du ngoạn trên hồ sinh thái Na Hang, Lâm Bình, ngắm những cánh rừng nguyên sinh xanh bạt ngàn và những ngọn núi đá vôi mang nhiều hình thù kỳ vĩ. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những danh thắng đẹp, những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc thì huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang còn là nơi có nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Những món ăn ở nơi đây thì gắn liền với thiên nhiên như măng rừng, hoa chuối rừng hay là củ đao. Và trong chương trình khám phá ẩm thực xứ Tuyên ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng Tăng Xuyên đến với một món ăn độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở nơi đây, đó là món hoa chuối rừng với thịt lợn hấp lá ngõa. Cô chào cháu. Đi đường xa có mệt không cháu? Dạ, cháu từ Tuyên Quang lên đây đi khoảng 3 tiếng ạ, nên đến Thượng Lâm ạ. Thì thực ra là cảnh ở bên đường rất đẹp cho nên là cháu thấy thời gian đi rất là nhanh ạ. Dọc đường đi thì cháu thấy có rất là đông du khách ạ. Đi lên trên Thượng Lâm mình thì không biết là điều gì đã thu hút những du khách đến với lại Thượng Lâm mình ạ? Lâm Bình mình ấy cũng được cái thiên nhiên ban tặng cho quê hương Lâm Bình thì cảnh đẹp và hữu tình mà con người ở đây rất là thân thiện. Có những cái đặc sản của vùng miền nữa rất là thu hút được khách du lịch lên đến đây. Cũng rất là nhiều đoàn khách lên đến đây để trải nghiệm. Và trước khi về thì du khách rất là hài lòng với quê hương 99 ngọn núi. Cháu thấy rằng đồng bào dân tộc Tày của mình thì có rất là nhiều nét ẩm thực phong phú và đa dạng. Thì cô có thể giới thiệu giúp cháu một chút về văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Tày được không ạ? Các món ăn ẩm thực ở trên này thì là cũng rất là phong phú. Nhiều món ăn được làm từ những cái sản vật ở nơi đây. Ví dụ như hoa chuối rừng với thịt lợn đen gói lá bả hấp là cũng là một món ăn rất là ngon và truyền thống. Nhiều cái ẩm thực rất là ngon và đặc sắc. Trong những cái nét ẩm thực mà cô vừa giới thiệu thì cháu rất là ấn tượng với món hoa chuối rừng với thịt lợn đen hấp lá ngõa. Bởi vì là hoa chuối rừng thì cháu đã từng làm hoa chuối rừng nộm rồi. Thế nhưng mà hấp lá ngõa thì cháu chưa được thử. Thì cô giới thiệu cho cháu thêm về món ăn này được không ạ? Được. Cái món hoa chuối rừng mới lại gói lá ngõa với thịt lợn đen. Nói thì đơn giản nhưng mình làm cũng phải chi tiết cháu ạ, thì mới ngon. Để mà có món ngon đặc sắc ấy thì là sẽ mình sẽ lấy lá ngõa, một lá già mà một lá non, thì lá non mình gói bên trong, lá già mình về mình gói ở ngoài. Cái hoa chuối rừng ấy, thì mình ấy ngâm mấy cái một là nước màu gạo hay là nước chanh để chua tầm 15-20 phút ấy, thì mình vớt ra xong để cho nó ráo, bắt đầu mình về trộn lẫn mấy thịt lợn đen với gia vị rồi là mình sẽ gói thành gói là mình cho lên hấp. Là món ăn cũng rất là đặc sắc và rất là ngon. Cho nên cô sẽ mời cháu đi cùng cô để cùng nhau làm nhé. Cô giới thiệu với cháu nhé, đây là món hoa chuối rừng với thịt lợn với lá ngõa và gồm những cái gia vị như cô đã chuẩn bị sẵn rồi. Vâng, đây là hoa chuối rừng đúng không ạ? Ừ, hoa chuối rừng. Nhìn nó rất là khác với hoa chuối bình thường của mình. Vâng. Đến cả màu sắc. Và gia vị gồm cái rau thơm, rau này. Rau này là rau mùi tàu đúng không? Rau mùi tàu. Và có tí mì chính, aji ngon, ít muối với lại đi nước mắm. Mà không thể thiếu được có cái hạt tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ thái hoa chuối rừng đúng không ạ cô? Đúng rồi. Giờ cô sẽ thái cháu nhìn nha. Bây giờ mình phải lấy cái lá già ra. Và bóc lá già ra. Cái phần lá già thì nó sẽ bị chát đúng không ạ cô? Đúng rồi. Mình lấy lá non thì bao giờ nó cũng ngon. Và mình sẽ thực hiện luôn để cho cháu xem. Những cái này là mình phải bỏ ra.
mình chỉ lấy cái non thôi. Thì mình nấu lên thì nó sẽ rất là ngậy và ngon. Trước khi mình thái hoa chuối rừng là mình phải thái quả chanh. Mình lại lấy xuống cái nước này để cho cái hoa chuối nó trắng mà. Trắng mà không bị chát, mà cho nó thêm màu đẹp nữa. Nó sẽ màu trắng, nó cho ít muối nữa. À vâng. Vâng. Thế chúng ta sẽ ngâm trong khoảng bao nhiêu lâu hả cô? Tầm 15-20 phút. Thì mình sẽ ngâm tầm đấy. Trước khi làm mình phải thái nhỏ cái hoa chuối. Hoa chuối thì cần phải thái nhỏ hay là thực ra là nhỏ to thì đều được hết ạ? Đều được, nhưng mà mình làm nhỏ thì nó sẽ ngon hơn. Với lại thịt lợn đen thì mình cũng băm nhỏ rồi, cái này mình cũng phải băm nhỏ thì nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ băm càng nhỏ nó càng ngon. À vậy là không chỉ thái mà chúng ta còn phải băm nữa hả cô? Băm nhỏ ra. Thì tí mình hòa quyện vào cái thịt lợn ấy thì nó mới ngon, mới đậm đà. Vậy hoa chuối rừng này có khó tìm không hả cô? Cũng dễ tìm thôi. Nếu là mình ở đây cũng xung quanh là rừng ấy thì là cũng dễ tìm cháu ạ. Nếu mà hoa chuối nhà thì mình có làm được cái món ăn này không hả cô? Hoa chuối nhà thì cô chưa làm bao giờ, bởi vì hoa chuối nhà thì nó sẽ chát, không được ngon. Hoa chuối rừng nó tự nhiên thì nó mình làm này nó sẽ ngon hơn. Chúng ta băm nhỏ ra để lát nữa chúng ta trộn với thịt nữa. Băm nhỏ ra mình còn phải ngâm nước đã. Sẽ ngâm nước trong thời gian 15-20 phút. Trong khi chờ đợi cái ngâm hoa chuối rừng thì chúng ta sẽ thái cái rau mùi tàu này để làm gia vị cho món ăn thêm ngon. Cái rau mùi tàu này giúp cho cái hương vị của món ăn mình thơm hơn đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Lát nữa chúng ta sẽ trộn luôn cùng với lại thịt và hoa chuối chứ cô? Có, mình sẽ trộn cùng hoa chuối với thịt luôn. Thế cái rau mùi tàu này có cho nhiều không cô? Tùy theo cái lượng của mình làm. Mình ngâm xong cái hoa chuối rừng rồi, tiếp theo là mình sẽ vẫn phải rửa qua hoa chuối rừng và vắt khô. Và mình tiếp tục làm thịt lợn với hoa chuối rừng với lại rau thơm. À vậy là hoa chuối rừng sau khi ngâm xong chúng ta lại còn phải vắt đi nữa không? Mình còn phải vắt đi, còn phải rửa thêm nước. À thế ạ. Để cho nó bớt chát lại cô? Để cho ra hết cái nhựa chát của nó là mình lấy về mình trộn lẫn các gia vị mẹ thịt lợn đen. Mình có thể rửa qua một lần nước nữa. Vậy cháu sẽ đổ nước vào nhé. Có thể cho một ít muối hạt nữa để mình rửa cho nó ra hết cái nhựa đi. Vậy có nghĩa là hoa chuối thì rất là nhiều nhựa và phải bóp rất là nhiều lần. Lấy nhựa hoa chuối ra được hết là món ăn nó sẽ ngon và thơm. Mình đã xong cái phần bóp lấy nhựa hoa chuối ra. Phần tiếp theo nhé, mình sẽ trộn gia vị. Trộn luôn khi mà chúng ta vừa bóp xong ạ? Trộn luôn, bởi vì mình đã ngâm xong rồi. Bây giờ mình làm trộn luôn, nhưng mà lúc trước khi trộn mình phải bóp cái hoa chuối nó thật mềm. Thế là cho thịt và hoa chuối và các loại gia vị vào cùng một lúc luôn đúng không ạ? Đúng ạ. Mình cho gia vị vào. Đầu tiên là mình chính. Mình chính với hạt nêm, xong rồi mình sẽ cho hạt tiêu ạ. Hạt tiêu để cho món ăn dậy mùi đúng không ạ? Sẽ cho một ít nước mắm nữa. Và mình không thể thiếu muối hạt được, cho một ít muối hạt nữa. Xong cái phần vậy này là xong phần gia vị. Đến phần chúng ta cho thịt đúng không cho ạ? Cho thịt và vậy khoảng bao nhiêu thịt thì đủ ạ cô?
Mấy tầm 8 người ăn thì tầm 5 lạng thịt là đủ. Và tiếp theo là cho rau thơm. Bây giờ là bắt đầu trộn gia vị nhé. Trộn gia vị là cho nó thật đều. Cháu ở cái phần này, phần trộn gia vị cũng rất là quan trọng. Tiếp theo là mình sẽ gói. Cái lá to này mình sẽ gói ở ngoài. Mình lấy cái bên này thì phải vào bên trong. Bên này ra ngoài thì nó trước khi mình lấy ra thì cái lá nó sẽ đẹp. Vậy gói thì mình gói tròn hay là gói vuông hả cô? Mình sẽ gói vuông. Mình gói vuông mà lúc mình thái ra thì nó sẽ đẹp. Vậy cái này thì mình sẽ làm thành hai gói đúng không? Mình làm thành hai gói. Nó sẽ đẹp không? Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, đây là thành phẩm đầu tiên mà cô Loan vừa gói xong. Và lát nữa thôi thì chúng ta sẽ hấp nó lên và nó sẽ trở thành món ăn rất là ngon ạ. Và tiếp theo thì cô cháu mình sẽ mang lên hấp đúng không ạ? Đúng rồi. Mình sẽ cho vào cái nồi sôi này, hấp. Chúng ta phải hấp vào cái chõ đồ sôi của dân tộc mình ạ? Cho nó thơm ngon, đó ạ. Vâng. Hương vị của mùi của gỗ. Vậy mùi chưa? Thơm chưa? Mùi rất là thơm cô ạ. Vậy chúng ta trình bày ra thôi cô nhỉ? Đây là cái món hoa chuối rừng gói lá ngóa hấp. Bên cạnh đó là một mâm cơm. Cô giới thiệu cho cháu từng món nhé. Món thứ nhất là món này là rau dớn rừng nộm. Món này là thịt ngan ta xào xả ớt. Món này là món măng rừng cuốn. Món này là tôm hồ chiên giòn, ăn rất ngon. Còn món này là món đặc biệt đây, rau hồi mấy trứng vịt suối. Món này là cá hồ chiên giòn. Đây là bí nếp thơm ở trên mình. Đây là món thịt lợn đen nướng với mẻ hạt dổi. Cháu thấy rằng mâm cơm của chúng ta đều là những cái món ăn độc đáo của dân tộc ạ. Đúng rồi cháu ạ. Và đang ẩm thực ở vùng miền đấy ạ. Mời cháu thưởng thức. Cháu sẽ thưởng thức đầu tiên là món ăn của chúng ta ngày hôm nay ạ. Cháu thấy ngon không ạ? Hoa chuối rừng với thịt hấp lá ngõa của chúng ta rất là ngon ạ. Đầu tiên là hương vị của nó thì có vị ngọt tự nhiên của hoa chuối, không có một chút vị chát nào ạ. Và rất là bùi ạ. Cộng thêm những cái hương vị mà chúng ta cho thêm vào ấy thì nó làm cho món ăn này thực sự là đặc biệt ạ. Khi thưởng thức những cái món ăn của đồng bào dân tộc mình thì cháu đã hiểu tại sao mà du khách thì rất là thích đến với lại Lâm Bình và thích những cái món ăn truyền thống của dân tộc Tày mình ạ. Đúng rồi cháu ạ. Hoa chuối rừng với thịt lợn hấp lá ngõa là món ăn thân quen, gần gũi mà mộc mạc và là thứ quà của núi rừng Tuyên Quang. Bởi hương vị của món ăn luôn được giữ nguyên vẹn khi đổ trong chõ gỗ truyền thống của đồng bào dân tộc Tày nơi đây. Ngồi giữa không gian núi rừng trùng điệp, cùng thưởng thức món ăn hoa chuối rừng với thịt lợn hấp lá ngõa nóng hổi, đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời khi đến với xã vùng cao Thượng Lâm của tỉnh Tuyên Quang. Quý vị và các bạn, nếu chúng ta muốn thưởng thức một món ăn có hương vị đặc trưng của núi rừng thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng đến với Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang để cùng thưởng thức món hoa chuối rừng với thịt lợn hấp lá ngõa, một món ăn đặc trưng và truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình khám phá ẩm thực xứ Tuyên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình này lần sau.